Được thành lập vào năm 2015, Hợp tác xã Tư Nghĩ, huyện Cát Tiên hiện có 18 thành viên, trồng 40 hectare lúa, trong đó có 20 hectare sản xuất theo phương pháp canh tác hữu cơ. Trồng lúa theo quy trình hữu cơ cho năng suất thấp hơn so với canh tác thông thường, nhưng hướng đầu tư này vẫn được nhiều nông dân quan tâm ủng hộ. Vì chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học như trước đây. Sẽ tạo ra được môi trường trong sạch, an toàn cho người lao động, sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Với quy trình canh tác ngày càng hoàn thiện, hai sản phẩm gạo lứt, chùm ngay và cám gạo, chè xanh của Hợp tác xã Tư Nghĩa ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Ước tính mỗi tháng, đơn vị này xuất ra thị trường từ 500 đến 1.000 gói sản phẩm, doanh thu đạt 300 triệu đồng một tháng. Để khai thác lợi thế của sản phẩm được công nhận OCOP, Hợp tác xã Tư Nghĩa đã mở rộng quy mô sản xuất, chế biến theo công nghệ khép kín, tiếp tục nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm để cung cấp thị trường trong nước, hướng tới thị trường xuất khẩu.